Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Hun Manet, Campuchia quyết tâm xây kênh đào Funan Techo. Phát biểu tại tỉnh Ta Keo, ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Campuchia ông Hun Manet bác bỏ các quan ngại xoay quanh siêu dự án kênh đào Funan Techo, tái khẳng định kênh đào này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Campuchia và không gây ra mối đe dọa an ninh nào cho các quốc gia khác. Ông Hun Manet cho biết kênh đào Funan Techo được xây dựng vì lý do kinh tế. Theo tờ Khmer Times, theo ông Hun Manet, hơn 40 chuyên gia đã cùng nghiên cứu trong suốt 26 tháng qua để thiết lập công nghệ ngăn nước biển xâm nhập vào sông Mekong từ con kênh. Dự án kênh đào Funan Techo được thống nhất sẽ khởi công vào cuối năm nay và sẽ mất 4 năm để hoàn thành. Chi phí xây dựng kênh đào là 1,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ được Tổng công ty cầu đường Trung Quốc CRBC tài trợ. Dự kiến kênh đào Funan Techo sẽ dài 180 km và đi qua các tỉnh Kandan, Ta Keo, Kampot và Kép. Ông Hun Manet nói thêm rằng kênh đào này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển container, giảm thời gian đi lại và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Chính phủ Campuchia tuyên bố rằng kênh đào này sẽ không có tác động tiêu cực đến môi trường hoặc sinh thái, cũng như đảm bảo rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong. Đề cập quan ngại tàu chiến Trung Quốc có thể sử dụng kênh đào này, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng Campuchia làm bệ phóng cho hành vi gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia nào khác. Việt Nam rất quan tâm dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia. Ngày 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Techo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong, vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Việt Nam đề nghị Campuchia chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Funan Techo. Trước dư luận lo ngại kênh đào Funan Techo sẽ làm giảm lưu lượng nước hạ lưu dòng Mekong, Việt Nam đã đề nghị Campuchia chia sẻ thông tin về dự án này, bao gồm đánh giá tác động đa chiều. Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funan Techo và đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cùng Ủy hội sông Mekong trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong khu vực. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt thông tin như vậy trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều 11 tháng 4, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là luôn ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ven sông Mekong. Nhưng để như vậy thì cần tăng cường hợp tác để quản lý sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển của các cộng đồng người dân trên lưu vực,
vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông. Vấn đề liên quan đến dự án kênh đào Funan Techo được nêu ra lần này ở thời điểm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bước vào hạn nặng. Do nguồn nước ngọt từ thượng nguồn Mekong đổ về hạn chế, dẫn tới nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa. Thiên tai này ít nhiều có nguyên nhân từ việc phát triển thủy điện phía thượng nguồn Mekong trong thời gian dài. Vậy nên, khi phía Campuchia thông báo triển khai dự án kênh đào Funan, thì dư luận thêm lo lắng. Tờ Khmer Times của nước này ngày 18 tháng 1 cho hay kênh đào Funan Techo dự kiến dài 180 km nối vào sông Mekong ở đoạn chảy qua khu vực Takeo, rồi đi qua 4 tỉnh sát Việt Nam gồm Kandan, Takeo, Kampot và Kép. Dự án con kênh nhân tạo này theo thiết kế rộng 100 m ở thượng nguồn và 80 m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4 m, dự kiến sẽ là tuyến đường thủy mới nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kampot qua sông Ba Sát. Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến và đi từ cảng Phnom Penh ra biển mà không cần phải trung chuyển qua Việt Nam. Chuẩn bị cho dự án kênh đào Funan Techo, tháng 6 năm 2023, chính phủ Campuchia đã ra quyết định thành lập Ủy ban Liên Bộ. Tháng 9 năm 2023, Tổng Công ty Công trình Cầu đường Trung Quốc CBRC đã ký một thỏa thuận với Campuchia để tài trợ cho việc xây dựng kênh đào. Dự kiến dự án cần 1,7 tỷ đô la Mỹ để thực hiện. Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia Peng Poni cho biết dự án sẽ được khởi công xây dựng vào quý 4 năm nay. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động tới đồng bằng sông Cửu Long khi Campuchia làm kênh đào ra biển. Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023 đã có thư mời các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đánh giá tác động của dự án xây dựng tuyến giao thông thủy của Campuchia đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cục Quản lý Tài nguyên nước cho hay, ngày 8 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Sông Mekong Quốc gia Campuchia đã gửi thông báo về dự án xây dựng tuyến giao thông thủy từ sông Ba Sát, một trong hai phân lưu của sông Mekong, nối ra cảng biển khu vực tỉnh Kampot, Kép, Campuchia, tới Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong Quốc tế. Theo đánh giá sơ bộ, dự án sẽ gây tác động xuyên biên giới đến tài nguyên nước, môi trường, thủy sản, đa dạng sinh học, giao thông thủy, nông nghiệp, sinh kế, kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam phối hợp với các bộ ngành và địa phương thu thập thông tin chi tiết về dự án, triển khai đánh giá tác động xuyên biên giới của dự án tới vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Các nội dung đánh giá gồm tác động về các mặt như tài nguyên nước, môi trường, thủy sản, đa dạng sinh học, giao thông thủy, nông nghiệp, sinh kế của người dân. Thực hiện chỉ đạo trên, Cục Quản lý Tài nguyên nước sẽ chủ trì, tổ chức, mời các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm về đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện đánh giá tác động xuyên biên giới của dự án nêu trên. Cục Quản lý Tài nguyên nước đề nghị kết quả đánh giá gửi về Cục này trước ngày 25 tháng 10 để Cục tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tổ chức hội thảo đánh giá tác động của dự án nêu trên. Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng thông tin kết quả đánh giá sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở trao đổi với Campuchia. Tại Campuchia, sông Mekong tách ra làm hai phân lưu. Một gọi là sông Ba Sát, chảy vào Việt Nam gọi là sông Hậu. Phần còn lại là sông Tiền. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, việc Campuchia xây dựng tuyến giao thông thủy nối từ sông Ba Sát thuộc hệ thống sông Mekong ra biển sẽ làm giảm lưu lượng nước trên dòng sông Hậu. Điều này sẽ tác động đến đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!